Ok anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Ezzy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon Island anh em nhá, đảo rồng nhá. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy là cho mình một like nhá, một cái comment và một chia sẻ. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Rồi, đây là đảo rồng anh em ơi. Ok, mua quả trứng đầu tiên anh em ơi. Đây là quả trứng đầu tiên anh em. Đấy, sang cho đây để nó thu hoạch thôi. Một quả trứng thứ hai, bán tôi quả trứng thứ hai anh em. Cái này thì cần đến 8 cái 8 con lợn, mình sẽ cần thu hoạch thêm ít lợn. Nó tặng mình một đống này thì mình dùng thôi. Đây, vứt trứng vào đây ha. Rồi anh em ơi. Đây có thêm cái khu gì không? Chúng ta hoàn toàn phải hát trên được cái con này á, trứng quả trứng bóng tối anh em ạ. Không biết nó thành con gì. À, con rồng bóng tối đây, con rồng bóng tối hôm nọ đây. Chính xác là nó đây anh em. Thêm quả trứng nữa bạn ơi. Không anh có cho thêm tôi quả trứng nữa, kia có trứng nữa. Tôi đã tắt quảng cáo rồi anh em nhé, nên hy vọng là sẽ không có quảng cáo xuất hiện ở đây nữa. Hoàn hảo. Ok. Nào lấy thêm. Full chưa? Full đấy anh em ạ, bây giờ bán thêm nhiều quả trứng nữa. Đúng rồi, anh ơi, em cần trứng lắm. Rồi, em lấy lợn này sang bên kia em thế là tăng speed nhân 1 à. Lấy lợn đấy anh em ơi, lấy lợn nướng à. Nướng hộ vài con lợn cái. Bạn. Trứng này vứt ở đâu? Trứng này à, vứt ở chỗ lợn anh em ơi. Ở đây còn vứt thêm một quả trứng nữa này. Ba quả trứng cùng khai thác thì sẽ rất là nhanh anh em ạ. Ok, cái này không ấy được anh em ạ, cái này chỉ là rồi, con này thì mình phải mang ra đây để nó nướng anh em, không có cái nào khác à? Chính xác, không có cái nào khác, phải mang đây để nó nướng. Ba quả trứng đang bê quả trứng nặng quá. Đấy, ok anh em. Rồi anh em ơi, bây giờ lấy cái speed cho chạy nhanh cho đã, tội gì. Khai thác lợn này anh em ơi. Đấy anh em không thấy có quảng cáo đúng không? Quá ngon luôn gì nữa đúng không? Ok, full rồi. Đã full rồi. Lấy thêm lợn nào anh em. Đúng rồi. Bộ nó. Còn gì nữa? Còn gì khóc mới sợ? Còn gì ở đây nữa? Ok. Lấy lợn ở ngoài nữa luôn. Full rồi đấy. Chúng ta được cộng thêm cái speed à. Ok. Siêu tốc độ anh em ạ. Nâng cấp cho bé lợn nó lên anh em nhá. Mấy con bé lợn có cần cả cá nữa. Cá này câu kiểu gì? Thật sự là khá khó hiểu. Cái cá này câu kiểu gì anh em không biết. Cái này chịu. À đây. Hồ cá đây anh em. Nâu thanh đi. Hồ cá nhá, có hồ cá các kiểu đà điểu anh em ạ. Phu rồi. À con kia nó tự động nó đưa về đây anh em ạ. Khá hay nhỉ. Khá hay. Ok anh em. Giờ chỉ lấy ấy thôi. Giờ chỉ lấy phút thôi. Lấy phút nào. Chặt cây phá rừng, phá nhà. Đưa về đây bạn ơi. Cho con cá. Để con cá. Ôi dùng băng anh em ạ. Đi, hồ cá đây, ao cá đây. Ao cá. Hay nhỉ, cái này. Ui, có thể câu được cá này. Fishing. Úi ôi, hay. Câu 5 con cá về đây anh em. Câu rất nhanh à. Ok. Lợn nướng thì nó không cần anh em, lợn nướng thì chỉ vứt vào đây thôi. Lợn nướng chỉ có vứt vào đấy thôi. Ok anh em nhá. Bao nhiêu lợn được vào đây thì cũng hết nhá. Trời ơi, full rồi này. Sợ thật sự luôn. Tôi có một cái bình nước không biết để làm gì. Có dùng băng kìa, dùng con kìa. Khá đẹp anh em ạ. Rồi, bây giờ lấy lợn thôi.
lấy lợn vào đây, lấy vào đây. Tôi còn thiếu 5 con lợn nữa. Đi. Úi giời. Đố xem được luôn. Vì tôi đã tắt mạng rồi anh em ạ, thì không thể xem được luôn ấy, thật. Muốn xem cũng không xem được. Ok. Nâng cấp lên ạ. Ồ, tốc độ bắn nhanh hơn à. Cứ kiểu dạng như vậy đấy. Nó sẽ là kiểu dạng như vậy anh em ạ. Cần cá anh em ơi. Cái câu cá tôi phải tự đi câu à. Không làm gì được, phải tự câu à. 13 con à. Cũng may là câu khá dễ anh em ạ. Câu. Mười ba con luôn. Rồi xong. Ờ, mình sẽ ném cá vào đây nhé. Ui, bao nhiêu cá nó cũng hết ạ. Ảo ma thế nhỉ. Cần lợn thường không? 40 con lợn thường. Vãi cả liều. Sợ thật sự luôn. Thêm 2 con lợn nướng nữa. Sợ thế bạn nè. Cái gì vậy? Ui, có quái vật tấn công anh em ạ. Chiến đấu. Mang dầu đánh nhau anh em ơi. Dồn nó vào trong góc. Ui, nó đi xuyên được tường anh em ạ. Ảo thật đấy. Có một con nó lao thẳng vào trong nhà. Cái gì đây? Con cua này. Có một enemy nữa, nó ở đâu nhỉ? Ô, nó đang tấn công vào cái chỗ nướng lợn của mình em ạ. Trả lại bình yên á. Trả lại cuộc sống bình yên cho tôi ha. Va vẩn. Ồ, lắm này. Thêm cái bình thuốc này. Vãi lều. Nhiều ấy. Con lợn này sắp tiến. À, con một con lợn mà là con này sắp tiến hóa rồi. Hôm nay không xem quảng cáo nó rất là nhanh anh em ạ. Rất là sướng luôn, đánh rất là đã luôn. Ôi, full food rồi. Chúng ta ăn food làm gì nữa. Lấy lợn nè. Lấy lợn về đây các bác. Hợp bí không? Rồng băng anh em ạ. Ok. Chưa phải cấp cuối đâu anh em. Có thêm quả trứng nữa anh em ạ. Nó sẽ cần khoảng 20 cái phút. Ok. Thì như thế nó sẽ tự động nó mang về cho mình luôn anh em ạ. Nó tự động nó mang về... mang về chỗ con rồng kia luôn, nó cho rồng ăn luôn ấy. Mình đỡ phải làm gì. Đòi hỏi nhiều quá bạn anh ơi. Lần cần lợn nướng luôn anh em. Nó cần lợn nướng rồi. Cần cá không ta? Có lẽ sẽ cần thêm cá anh em ạ. Câu hết cái đống cá này luôn ha. Fishing rồi anh em ơi. Ném vào đây. Yes. Được. Xin mày. Rất là xin mày luôn đấy. Ok anh em. Nó cần... Uầy, cần nhiều cá lắm anh em ạ. Chắc có đi câu cá thôi. Chắc là chỉ chuyên đi câu cá mất thôi anh em ạ. Như cái này cũng full rồi này. Chuyên đi câu cá và lợn nướng lợn đây anh em ạ. Hay phết anh em ạ, game hay phết. Đợi thôi nhỉ. Full rồi. Full thì cũng chẳng làm gì được, thật sự là bó tay. Đi kiếm thêm cá, đi kiếm thêm lợn nướng thôi. Rồi, đi nướng lợn tiếp. À, anh em ơi. Ủa, cái gì đấy? Mình ghét cái bọn này, nó tấn công mình chắc nhỉ? Không nhận, là ghét à? Lại phải đi đánh nhau à? Đang đi gọi là nông trại vui vẻ, đang đi trồng nuôi lợn, trồng cây các kiểu. Cái kinh tinh hồn này, nhờn này. Mấy con rồng thì nó cũng bắn luôn anh em ạ. Ok.
Ô, còn một con nữa, nó phá cái gì đấy? Phá, phá nhà tao. Cái tưởng phá nhà tao mà dễ là cứng. Tao đang đi cho, đang đi nướng thịt lợn mà cứ làm phiền, thật sự luôn. Lợn nữa anh ơi, lợn nữa anh ơi. Uầy, thiếu nhiều lắm nhá. Phun luôn rồi, sợ thật sự. Cá khi phun luôn rồi anh em ạ, cá chưa phun. Nhưng càng ngày nó càng đời nó càng khó lên anh em nhá. Chẳng dễ tí nào, thề không dễ tí nào luôn. Câu mấy con cá à, câu như 3 con nữa là được thì phải. Phun rồi, không câu nữa. Nào, 3 con cá là đủ rồi nè. Bây giờ là cần lợn nướng và cần cái này. Không đủ luôn anh em ạ. Cái hoa quả 4 mùa này là không đủ luôn. 13 thêm 13 con lợn nướng nữa. Đây ạ. Tôi phải đi tiếp tục nướng lợn thôi anh em. Nướng lợn, nướng lợn, nướng lợn đó. Nướng lợn, nướng lợn, nướng lợn. Anh ơi cứ nướng đi anh ạ. Để em quay đây em lấy cái phút cái. Lấy cái hoa quả cái. Con này bây giờ đang làm nghỉ ở cái gọn nuôi lợn này, nó đang nghỉ ở anh em ạ. The next Iceland. Mấy cái ăn đi thôi. Cái này phải được nâng cấp anh em ạ. Cái bãi nướng lợn này này phải được nâng cấp anh em ạ. Oh, wow, đẹp. Clear rồi nha. Hay quá.